Cơ quan Cảnh sát châu Âu Europol mới đây thông báo đã bắt giữ 4 đối tượng cũng như đánh sập hoặc làm gián đoạn hơn 100 máy chủ trong chiến dịch quốc tế chống phần mềm độc hại lớn chưa từng có. Thông báo của Europol cho biết lực lượng chức năng nhiều nước do Pháp, Đức, Hà Lan dẫn đầu đã tham gia hành động truy quét có tên Endgame này. Theo đó, từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 5 đã có một đối tượng bị bắt ở Armenia, trong khi 3 đối tượng khác bị bắt tại Ukraine. Hoạt động lục soát cũng diễn ra tại hai nước trên cũng như ở Hà Lan và Bồ Đào Nha. Nhiều máy chủ đặt nhiều quốc gia cũng bị đánh sập hoặc làm gián đoạn. Ngoài 4 đối tượng bị bắt, Europol cũng cho biết đã đưa 8 nghi can liên quan vụ việc vào danh sách truy nã ở châu Âu. Theo Europol, một đối tượng tình nghi đã kiếm được ít nhất 69 triệu euro tiền số bằng cách cho thuê các địa chỉ để phát tán mã độc. Europol cũng khẳng định chiến dịch đã có tác động toàn cầu đến hệ sinh thái trình thả Ropper và dự kiến sẽ có thêm nhiều vụ bắt giữ khác trong khuôn khổ chiến dịch.